Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Tháng 11 này là tháng chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình hỗ trợ thuế trước bạ từ chính phủ. Cho nên tháng này là một cái thời điểm rất là hợp lý để các anh chị muốn mua xe, những cái mẫu xe lắp ráp trong nước. Và bên cạnh Duy là chiếc xe E180 với mức giá bán là 2.159.000.000. Thì với cái chiếc xe E180 vào trong tháng 11 này, các anh chị khách hàng sẽ được hỗ trợ một cái chính sách rất đặc biệt và làm cho cái chiếc xe này có một cái giá bán tương đương so với là một chiếc xe C200 Avantgarde Plus, rất là hấp dẫn các anh chị ha. Đối với cái dòng xe E180 này thì hầu như là các anh chị ít để ý, cũng như là các bạn bán hàng thông thường là chỉ quảng cáo những cái mẫu xe như là GLC hay là những cái mẫu xe C, đa phần là chúng ta sẽ thấy như vậy mà bỏ quên cái mẫu xe này đó. Và với cái chiếc xe E180 này, chắc chắn nó sẽ có những cái điều nó sẽ khác hơn so với chiếc xe C-Class. Đó, khác hơn có nghĩa ở đây là nó sẽ vượt trội hơn các bạn, bởi vì đây là cái dòng xe có phân cấp cao hơn so với là dòng xe C đó. Và trong cái thời điểm này thì theo ý Duy, đây chính là một cái chiếc xe dành cho các anh chị các bạn mà muốn sở hữu một cái chiếc xe vừa rộng rãi, vừa êm ái, vừa sang trọng, cũng như là đầy đủ những cái trang thiết bị ở bên trong để phục vụ cho cá nhân của mình hoặc là cho gia đình của mình, thì đây chính là một cái chiếc xe rất rất là tuyệt vời đó. Và với cái chiếc xe E180 này, nó sẽ có những cái điểm gì mà Duy nói là đáng để được sở hữu, thì bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy ha xem thật kỹ cái video clip này. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái chiếc xe E180 này là một lần nữa để xem vào thời điểm này, với mức giá tương đương với một cái chiếc xe C200 Avantgarde Plus, thì chúng ta có nên chọn cái chiếc xe E180 này không nha. Về phần đầu xe, các bạn sẽ thấy là E180 của chúng ta được thiết kế theo phong cách thể thao với logo to bản ở giữa, cũng như là lưới tản nhiệt là những cái thanh sọc đứng ha. Đèn pha của xe E180 của chúng ta sử dụng đèn LED High Performance, nó sẽ khác với E300 AMG là sử dụng đèn pha multi-beam LED. Và thực sự đối với đèn pha multi-beam LED, các bạn chỉ phát huy tác dụng trong những cái trường hợp mà chúng ta đi vào những cái đoạn đường không có ánh sáng đèn đường, hoặc là trên những cái đoạn đường cao tốc đi xe ở tốc độ cao ha. Đó, như vậy Duy nghĩ đối với chiếc cái đèn LED High Performance này thì nó sẽ đủ để cho chúng ta sử dụng rồi. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là trên capo nó sẽ có hai cái đường gân dập nổi giống như trên chiếc xe E300 AMG, và đây là cái phong cách thiết kế thể thao của những cái mẫu xe E-Class ha. E180 của chúng ta thì sử dụng một cái bộ mâm nhìn rất là thể thao, các bạn sẽ thấy là bộ mâm của chúng ta để lộ những cái mặt nhôm bên ngoài ha, với lại những cái nang rất là nhỏ. Nhưng mà thực sự các bạn, với cái bộ mâm này thì Mercedes-Benz sơn cái hiệu ứng màu đen ở khu vực bên ngoài như thế này, và khi chúng ta nhìn từ xa, chúng ta cảm giác là cái bộ bánh xe này với những cái nang rất rất là nhỏ ha, nó nhìn nó rất là bắt mắt ha. Đây là một cái hiệu ứng thực sự rất là hay. Lớp xe của chúng ta có kích thước là 245/45R18 ha, mâm xe là 18 inch, cũng như là lớp xe Michelin, đây là lớp xe Runlast. Và đặc biệt đối với những mẫu xe được trang bị lớp xe Runlast, bạn thì như thấy là nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều khi mà chúng ta chạy ở tốc độ cao, trong trường hợp là chúng ta bị nổ lớp sẽ không bị mất áp suất đột ngột. Đây là một điểm rất là hay. Cũng như là với cái lớp xe này, khi mà chúng ta bị nổ lớp ha, chúng ta vẫn có thể là di chuyển được trong cái phạm vi ha, tối đa là 80 km, tùy theo tốc độ cũng như là tùy theo cái đoạn đường đó ha. Và lớp xe của chúng ta là lớp xe Michelin, và đối với thương hiệu Michelin các bạn thì Duy thấy lúc nào nó cũng có cái giá bán đắt hơn so với những cái thương hiệu lớp xe khác ha. Và lớp xe sau của chúng ta vẫn có cùng kích thước với bánh trước là 245/45R18 ha. Và hệ thống treo xe của E180 là hệ thống treo thích ứng Agility Control, và hệ thống treo xe này có một ưu điểm là nó rất là êm ái và cực kỳ bền bỉ luôn các bạn. Mẫu xe E là mẫu xe được rất là nhiều các khách sạn 5 sao cũng như là chủ doanh nghiệp lựa chọn, bởi vì chiếc xe của chúng ta có chiều dài lên đến là hơn 4m9, và chiếc xe này bạn thì thường là đáp ứng cho các ông chủ có thể thích tự lái cũng như là thích ở ngồi ở phía sau. Trong khi đó dòng xe C200 của chúng ta thì có kích thước lên đến là hơn 4m7 thôi, cho nên là cái không gian ở bên trong cái chiếc xe E180 này nó sẽ rộng rãi hơn rất là nhiều. Và một cái chiếc xe các bạn càng dài thì các bạn biết nó càng êm ái khi mà chúng ta vận hành ha. E-Class là một mẫu xe hướng tới cho các anh chị khách hàng là doanh nhân, cho nên là các bạn sẽ thấy là dòng xe E-Class này có một cái thiết kế rất là nhẹ nhàng với những cái đường bo tròn ha, rất là mềm mại thôi, nó không quá cầu kỳ ha. Cũng như đèn ở phía sau chúng ta sẽ thấy là được chia làm hai cụm ha, ở đây thì có một cái chữ E180 đó. Và cốp xe của E180 các bạn là cốp xe bằng điện ha, chúng ta có một cái nút đóng mở cốp ở khu vực này. Và cốp xe của E180 thì Duy thấy nó rất là rộng luôn, và có thể nói là rộng hơn so với mẫu xe S-Class, nó sâu tút bên trong các bạn đó. Bên trong này thì có rất là nhiều những cái phụ kiện đi kèm ha, đây là một cái quà tặng ha khi các anh chị khách hàng mua xe đó, cũng như là một cái giỏ để chúng ta để đồ nè, một cái thảm xe, cũng như là
sách hướng dẫn sử dụng ha, Duy sẽ để ở khu vực này ha, rất là nhiều những cái đồ ở khu vực này đó. Ngoài ra thì ở dưới cái cốp này các bạn, thì chúng ta sẽ không có bánh xe dự phòng ha, bởi vì xe của chúng ta được trang bị lớp Dunlop rồi đó. Cũng như ở dưới cốp này thì các bạn sẽ thấy là có một cái cốp nhỏ nữa các bạn, để chúng ta có thể để được những cái đồ dưới đây nữa ha, cho nên là tăng thêm cái thể tích để chúng ta để đồ nữa. Ok, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có hai cái lẫy nè, để chúng ta có thể là trong những trường hợp chúng ta chở những cái đồ dài thì chúng ta có thể là gặp được cái băng ghế ở phía sau cùng luôn ha, rất là hay. Ok, bây giờ Duy sẽ đóng cái cốp lại ha, và mời các bạn đi vào bên trong nội thất của chiếc xe E180 này nha. E180, E200 cũng như E300 của chúng ta thì đều được trang bị cái cửa hích ha, và với chi tiết cửa hích này thì chỉ được trang bị trên những cái mẫu xe từ xe E-Class hoặc là S-Class trở lên thôi. Dòng xe C cũng như là GLC thì Duy chưa thấy được trang bị cái tính năng cửa hích này. Thật sự nếu các anh chị các bạn đã đi những cái mẫu xe mà có trang bị cái cửa hích rồi các bạn, thì chúng ta đã quen với cái việc đóng cái cửa hích đó, thì chúng ta sẽ thấy hơi khó chịu một chút xíu khi mà chúng ta sẽ sử dụng là cái cửa không hích ha. Ok, mời các bạn đi vào bên trong khoang nội thất của chiếc xe E180. Vì xe được trang bị cửa hích cho nên là khi mà Duy đóng cửa bạn có một cảm giác rất là nhẹ nhàng ha. Đó, và với những cái chi tiết cửa hích như thế này các bạn, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà chúng ta đóng cửa lên xe các bạn. Mình đóng nhẹ nhàng thì cái người ngồi bên trong xe của mình nó cũng cảm thấy là thoải mái hơn, cũng như là trong trường hợp là nếu mà cái xe này chúng ta có chở em bé các bạn, những cái bé nhỏ ha, có thể là đang ngủ ha, thì chúng ta sử dụng cái cửa hích này chúng ta đóng nhẹ nhàng thì các bé cũng không có bị làm mất cái giấc ngủ của các em bé ha, cũng là một cái chi tiết rất là hay đó. Và Duy nghĩ là với chi tiết cửa hích này thực sự cũng rất là cần thiết trên cái chiếc xe luôn các bạn. Tiếp theo nữa thì Duy đặc biệt rất là thích với cái khu vực thiết kế của táp lô của chiếc xe E-Class hay là chiếc xe E180 này. Đó, xe của chúng ta thì sử dụng hai cái màn hình ha, liền mạch kéo dài ở cái khu vực táp lô sang cái khu vực giải trí luôn, và được che bởi một cái tấm che ở cái khu vực táp lô này nè các bạn. Đó, thì với tấm che này nó có tác dụng là làm cho cái phần táp lô này nhìn nó liền lạc và nó sang trọng hơn, cũng như là khi mà chúng ta lái xe ở dưới ánh nắng các bạn thì cái màn hình này nó vẫn cho chúng ta hiển thị nó rõ nét và chúng ta sẽ không bị chói ha. Và màn hình của E180 hay là E200, E300 của chúng ta thì đều sử dụng cái màn hình MBUX, màn hình cảm ứng và có ngôn ngữ bằng tiếng Việt, rất là dễ sử dụng ha. Thật sự với cái màn hình này Duy thấy là thân thiện và dễ sử dụng hơn so với là cái màn hình của chiếc xe C-Class. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở cái khu vực này là có những cái nút bấm để chúng ta điều khiển máy lạnh ha. Ngoài việc là chúng ta có thể điều khiển máy lạnh ở trên cái màn hình cảm ứng này rồi thì chúng ta vẫn có thể điều khiển bằng những cái nút bấm vật lý này ha, vừa cảm ứng và vừa sử dụng nếu phím vật lý ha. Dành cho các anh chị nào thích cảm ứng thì chúng ta sẽ sử dụng cảm ứng, còn không thì chúng ta sẽ sử dụng những cái phím cơ như thế này ha, cũng rất là hay. Khu vực này thì các bạn sẽ thấy là được thiết kế ha, rất là nhẹ nhàng ha. Trong khi đó thì chiếc xe C-Class của chúng ta các bạn thì do một cái thiết kế mới cho nên là Mercedes-Benz sẽ thay bằng một cái màn hình ở cái khu vực này, màn hình rất là to ở cái khu vực này ha. Và khu vực này thì sẽ trang bị những cái hốc gió máy lạnh thôi, nó sẽ ngược hơn so với lại cái thiết kế trên chiếc xe E180 ha. Thì các bạn thích cái thiết kế nào hơn? Thật sự thì mỗi cái thiết kế nó đều có một cái hay riêng các bạn. Đó, tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là ngoài cái việc trang bị cái màn hình cảm ứng các bạn, thì E180 hoặc là dòng xe E-Class trang bị một cái touchpad, cái bàn phím cảm ứng các bạn, để chúng ta trong những trường hợp mà chúng ta sẽ không muốn với lên để chúng ta điều khiển cái màn hình này thì chúng ta vẫn có thể điều khiển bằng cái touchpad ở vị trí này ha, nó tiện lợi hơn ha, cũng như là Duy thấy là nó cũng rất là công thái học, mình không phải với người tới khi mà chúng ta đang lái xe ở một vị thế ghế ngồi xa như thế này. Đó, tiếp theo nữa khu vực này thì chúng ta sẽ có những cái nút bấm để chúng ta điều khiển cái chế độ lái của xe nè, hệ thống hỗ trợ đậu xe tự động nè, hệ thống tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ nè, volume lớn nhỏ nè, tắt màn hình, cũng như là cái nút này để chúng ta đóng mở rèm ở cái khu vực kính ở phía sau ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là chất liệu da của cái xe E180 cũng như là E200 thì đều sử dụng mặt chất liệu da Artico. Đây là một cái chất liệu da tổng hợp nó rất là bền bỉ luôn ha. Khu vực này thì E180 được trang bị là một cái tấm ốp bằng nhôm, còn E200 hoặc là E300 của AMG thì được trang bị bằng gỗ bóng hoặc là gỗ mờ. Dàn lo của chiếc xe E180 này thì đây là dàn lo tiêu chuẩn thôi, sử dụng hệ thống lo của Mercedes-Benz thôi. Trong khi đó thì E200 cũng như là E300 của chúng ta thì trang bị lo Bumaster ha, nó cũng khác ở chi tiết này. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau, chúng ta sẽ trải nghiệm cái hàng ghế phía sau nha. Và bây giờ Duy đang ngồi ở khoang phía sau của chiếc xe E180. Các bạn sẽ thấy ở khu vực này được trang bị một cái rèm điện nè, chúng ta có thể sử dụng là kéo bằng tay ha. Đó, ngoài ra thì đối với chiếc xe E180 này thì chúng ta sẽ sử dụng cái máy lạnh từ ở khu vực phía trước luôn, mà chúng ta sẽ không có điều chỉnh nhiệt độ riêng ở cái khu vực phía sau này. Và với chi tiết này thì Duy cũng thấy là không
là quá quan trọng luôn ha. Và với chiếc xe chúng ta sở hữu chiều dài lên đến 4m9 rồi, cho nên là chắc chắn ở cái vị trí khoang sau này nó cực kỳ rộng rãi luôn, bởi vì đây là một chiếc xe không chỉ dành riêng cho người lái mà là dành riêng cho người ngồi luôn các bạn đó. Bởi vì chiếc xe này là hướng tới cho các anh chị khách hàng là chủ doanh nghiệp, các anh chị khách hàng doanh nhân các bạn ha đó, và thường xuyên sử dụng xe ở cái khu vị trí là ghế sau này đó. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy ở cái khu vực này chúng ta sẽ có một cái bệ tùy tay ha đó, trang bị hai cái chỗ để chúng ta để cốc nước nè, và chúng ta có thể là để được những cái đồ ở bên trong cái phần cốp này. Tiếp theo nữa thì cái ghế của chiếc xe E180 này cũng như E200 hoặc là E300 của chúng ta có cùng một cái thiết kế và cái thế ngồi y chang nhau luôn các bạn đó. Và Duy nghĩ là với cái chiếc xe E180 hay là mẫu xe E-Class nói chung, chúng ta có thể là ngồi rất là thoải mái trên xe của chúng ta trên những cái quãng đường đi là 5 tiếng hay là 7 tiếng mà chúng ta sẽ không bị đau lưng, bởi vì là cái ghế xe này được thiết kế giữa các kỹ sư và các bác sĩ các bạn ha, cực kỳ công thái học luôn. Ok, và bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy ha xem cái phần động cơ của chiếc xe E180 này, xem chiếc xe này có một cái sức mạnh cũng như là một cái phần hao tốn nhiên liệu như thế nào nha. Và đây là động cơ dành cho các anh chị khách hàng nào quan tâm nhiều đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Và E180 của chúng ta sử dụng động cơ là 1.5 lít, công suất là 156 mã lực, mô men xoắn lên đến là 250 Nm. Và động cơ này của chúng ta còn kết hợp với lại hộp số tự động 9 cấp 9G Tronic chữ danh của Mercedes-Benz cho một cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ tuyệt vời. Và chỉ với 8 lít trên 100 km trên đường kết hợp, hơn 10 lít trên 100 km trên đường đô thị, cũng như là hơn 6 lít trên 100 km trên đường ngoài đô thị, đây là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu thật sự là rất là tuyệt vời cho một cái sức mạnh 156 mã lực trên cái xe E180 này. Và đặc biệt E180 của chúng ta, đây là một cái chiếc xe sedan hạng sang, cho nên là bắt buộc phải sử dụng vận hành bằng cầu sao cho một cái khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái cũng như là an toàn hơn khi mà chúng ta lái ở tốc độ cao. Và đặc biệt đây là một cái động cơ xăng truyền thống, các bạn sẽ không có kết hợp với lại động cơ điện, cho nên nếu các anh chị các bạn nào quan tâm mua chiếc xe đi khoảng tầm trong thời gian từ 8 năm, 9 năm, 10 năm hoặc là hơn nữa, thì đây là một cái động cơ mà Duy thấy nó cực kỳ ổn định luôn so với động cơ chúng ta vừa kết hợp động cơ điện và động cơ xăng ha. Đây là một cái điều mà hiển nhiên Duy nghĩ là chắc chắn các anh chị nào cũng biết rồi. Để biết thêm chi tiết về cái mẫu xe E180 này cũng như là tất cả những mẫu xe khác của Mercedes-Benz thì quý anh chị khách hàng đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.